Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Pamidia được sản xuất tại Đức. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Pamidia cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của Pamidia Disodium Pamidron as 30mg trên 2ml và 90mg trên 6ml Tá dược vừa đủ Dạng bào chế Dung dịch truyền tĩnh mạch Công dụng và chỉ định của Pamidia Thuốc dùng điều trị các tình trạng bệnh lý do tăng sự tiêu xương của ác hủy cốt bào. Tăng canxi huyết do bệnh lý khối u. Tổn thương tiêu xương và đau xương ở bệnh nhân di căn xương do ung thư vú hoặc do đau tủy xương. Bệnh Paget xương. Cách dùng và liều dùng của Pamidia. Cách dùng, thuốc dùng truyền tĩnh mạch, dùng theo chỉ dẫn của bác sĩ điều trị. Liều dùng. Tăng canxi huyết do bệnh khối u. Mức calcium huyết thanh ban đầu nhỏ hơn 3 môn trên L và nhỏ hơn 12 mg trên dữ liệu, tổng liều được khuyến cáo là 15 đến 30 mg. Mức calcium huyết thanh ban đầu từ 3 đến 3.5 môn trên L và từ 12 đến 14 mg trên dữ liệu, tổng liều được khuyến cáo là 30 đến 50 mg. Mức calcium huyết thanh ban đầu từ 3.5 đến 4 môn trên L và từ 14 đến 16 mg trên dữ liệu, tổng liều được khuyến cáo là 60 đến 90 mg. Mức canxium huyết thanh ban đầu lớn hơn 4 môn trên L và lớn hơn 16 mg trên dữ liệu, tổng liều được khuyến cáo là 90 mg. Tổn thương tiêu xương ở bệnh đa u tủy. Liều khuyến cáo là 90 mg mỗi 4 tuần điều trị. Tổn thương tiêu xương và đau xương trên bệnh di căn tiêu xương ở bệnh nhân ung thư vú. Liều dùng được khuyến cáo là 90 mg mỗi 4 tuần. Liều này cũng được dùng 3 tuần một lần cho bệnh nhân điều trị băng hóa chất nếu cần. Bệnh Paget xương Tổng liều Pam A được đề nghị là 180mg trong một đợt điều trị, chia làm 6 liều 30mg một tuần, hoặc chia làm 3 liều 60mg dùng cách tuần. Nếu dùng liều 60mg, có thể dùng thêm liều 30mg lúc bắt đầu điều trị, tổng liều 210mg. Mỗi liều 30mg hoặc 60mg nên được pha loãng với 125 hoặc 250ml dung dịch NACL 0,9% và tốc độ truyền không vượt quá 60mg trên giờ. 1 mg/phút. Mức liều ở trên hoặc mức liều tăng lên, phụ thuộc vào mức độ bệnh, hoặc mức liều tối đa là 360 mg được chia thành các liều 60 mg, có thể được nhắc lại sau 6 tháng cho tới khi lui bệnh và khi bệnh tái phát. Bệnh nhân suy thận. Các nghiên cứu về dược động học cho thấy việc chỉnh liều là không cần thiết cho bệnh nhân suy thận ở bất kỳ mức độ nào. Tuy vậy, không nên vượt quá tốc độ truyền là 20 mg/giờ ở bệnh nhân suy thận. Bệnh nhân suy gan Mặc dù bệnh nhân suy gan có giá trị AUC trung bình và Cmax cao hơn so với những bệnh nhân có chức năng gan bình thường, nhưng sự khác biệt này không có ý nghĩa về lâm sàng. Bam A được thải trừ nhanh khỏi huyết tương và tập trung hầu hết toàn bộ vào xương và được dũng hàng tháng để điều trị bệnh mạng tính, thuốc ít có khả năng tích lũy. Do đó không cần thiết để điều chỉnh liều ở bệnh nhân suy gan từ nhẹ đến trung bình. Chưa có dữ liệu lâm sàng đối với bệnh nhân suy gan nặng. Nên thận trọng khi dùng pamidronate a đôi với những bệnh nhân này. Trẻ em hiện chưa có kinh nghiệm lâm sàng trong việc sử dụng pamidronate a cho trẻ em. Chống chỉ định của Pamidia Không dùng cho người mẫn cảm với pamidronate a thay với các bitphosphonat. Lưu ý khi sử dụng Pamidia Khuyên cáo Khi dùng thuốc, bệnh nhân phải được giám sát bởi bác sĩ và những thiết bị thích hợp để kiểm soát lâm sàng và tác động sinh hóa. Pamitorat không được truyền với liều lượng lớn, mà bao giờ cũng phải pha loãng và truyền tĩnh mạch chậm. Pamitorat không được dùng cùng các chế phẩm bisphosphonates khác vì tác dụng phối hợp của chúng chưa được nghiên cứu. Co giật da xảy ra trên một vài trường hợp vì thay đổi điện giải do tăng canxi huyết bởi khối u hoặc do tác dụng của thuốc. Ở một số bệnh nhân ung thư dùng các thuốc chứa bisphosphonates, trong đó có Pamitorat, đã có báo cáo hoại tử xương hàm. Trong số các trường hợp này có bệnh nhân dùng corticoids. Một tỷ lệ lớn các trường hợp đã đi khám nha khoa như nhổ răng. Nhiều trường hợp có triệu chứng nhiễm khuẩn cục bộ như viêm tủy. Khi dùng Palm iron cho người có yếu tố nguy cơ như ung thư, đang dùng hóa trị liệu, dùng corticoids, về sinh răng miệng kém, cần có biện pháp vệ sinh sạch sẽ nếu phải khám răng miệng. Trong quá trình dùng Palm Iron art, bệnh nhân cần tránh làm tổn thương răng miệng. Thận trọng lúc dùng các chất điện giải trong huyết thanh, canxi huyết và phốt phát huyết cần được theo dõi từ lúc bắt đầu điều trị với pam iron Những bệnh nhân phẫu thuật tuyến giáp có thể dễ gây giảm canxi huyết do thiểu năng tuyến cận giáp. Bệnh nhân dùng thuốc pam iron thường xuyên trong một thời gian dài. Đặc biệt người có bệnh thận từ trước hay có nguy cơ bị suy thận như bệnh nhân đa u tủy và trên hoặc tăng canxi huyết do khối u phải được đánh giá định kỳ các xét nghiệm tiêu chuẩn và các chỉ số lâm sàng về chức năng thận vì hiện tượng giảm chức năng thận bao gồm cả suy thận, đã được ghi nhận trong điều trị dài ngày với pamidronate cho bệnh nhân đa u tủy. Tuy nhiên bệnh nhân đã có bệnh chính và trên hoặc có các biến chứng khác nên chưa chứng minh được các ảnh hưởng đó là do dùng pamidronate. Chưa có khuyến cáo rõ ràng dùng pamidronate cho bệnh nhân suy gan nặng. Chưa có kinh nghiệm dùng pamidronate cho người bị thẩm tách máu. Ở người có bệnh tim, đặc biệt ở người cao tuổi, việc truyền thêm nhiều muối có thể gây suy tim, suy thất trái hay suy tim sung huyết sốt, các triệu chứng giả cúm cũng có thể góp phần tạo ra biến chứng này. Người mắc bệnh Paget xương có nguy cơ vẻ sự thiếu hụt canxi hoặc vitamin D, cần dùng bổ sung canxi và vitamin D bằng đường uống để hạn chế tối đa nguy cơ giảm canxi huyết. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú. Phụ nữ có thai Không nên dùng thuốc trong thời kỳ mang thai trừ trường hợp có tăng canxi huyết đe dọa tính mạng. Thời kỳ cho con bú Người mẹ được điều trị với Pamidronat không nên cho con bú. Sử dụng thuốc cho người lái xe và vận hành máy móc. Thuốc có thể gây chóng mặt, ngủ gà vì vậy cần thận trọng khi lái xe và vận hành máy móc, tốt nhất không nên lái xe khi sử dụng thuốc. Tác dụng phụ của Pamidia. Những dấu hiệu toàn thân. Rất hay gặp, sốt và các triệu chứng giả cúm đôi khi kèm khó chịu, rét run, mệt mỏi, nóng, bừng những phản ứng tại chỗ hay gặp phản ứng tại chỗ tiêm đau tấy đỏ sưng cứng viêm tĩnh mạch viêm tĩnh mạch huyết khối hệ cơ vương hay gặp đau xương thoáng qua đau khớp đau cơ đau mỏi toàn thân ít gặp co cứng cơ đường dạ dày đến ruột thường gặp buồn nôn nôn ít gặp chán ăn đau bụng y chảy táo bón, rối loạn tiêu hóa, rất hiếm gặp viêm dạ dày, hệ thần kinh trung ương, hay gặp đau đầu, ít gặp giảm canxi huyết có triệu chứng dị cảm, tetany, kích động, lú lẫn, chóng mặt, mất ngủ, ngủ gà, chứng ngủ lịm, rất hiếm gặp co giật, ảo giác, máu, hay gặp giảm lympho bào, ít gặp thiếu máu, giảm bạch cầu. Rất hiếm gặp, giảm tiểu cầu. Hệ tim mạch. Ít gặp, hạ huyết áp, tăng huyết áp. Hệ tiết niệu. Rất hiếm gặp, huyết niệu, suy thận cấp, làm trầm trọng bệnh thận đã có từ trước. Da. Ít gặp, nổi ban, hứa Giác quan. Ít gặp, viêm kết mạc, viêm màng mạch nho, viêm mống mắt, viêm mống mắt đến thể mi, viêm cùng mạc, viêm thượng cùng mạc, chứng nhìn vàng. Biểu hiện khác Rất hiếm gặp sự tải hoạt của herpes Simplex và Zona. Ít gặp phản ứng quá mẫn như dị ứng, co thắt phế quản trên khó thở, phù quyên kế, hoại tử mạch, phù mạch. Rất hiếm gặp sốc phản vệ. Những biến đổi về sinh hóa Hay gặp giảm canxi huyết, giảm phốt phát huyết thường gặp giảm magnesi huyết. Ít gặp tăng kali huyết, giảm kali huyết, tăng natri huyết. Rất hiếm gặp xét nghiệm chức năng gan bất thường, tăng creatinine và ure huyết thành. Rất nhiều những tác dụng không mong muốn này là có thể do căn bệnh mà bệnh nhân mặc phải. Trong giai đoạn post-marketing, đã có báo cáo rất hiếm gặp trường hợp bị hoại tử xương, đặc biệt xương hàm. Tương tác thuốc Pamidronate đã được dùng cùng lúc với các thuốc chống ung thư thông thường mà không có tương tác nào. Pamidronate đã được dùng kết hợp với calcitonin cho bệnh nhân tăng canxi huyết nặng, tạo ra tác dụng hiệp lực làm giảm nhanh hơn lượng canxi huyết thành. Pamidronate liên kết vào xương, vì vậy về mặt lý thuyết có thể ảnh hưởng tới kết quả chụp nhấp nháy xương. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm địa đồng thời biết cách sử dụng Pamidia sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.